công nghệ đầu mùa nào cũng dùng được hết. Nếu nếu mà tích hợp được trên Linear là có thể dùng được. Trong đó những cái dòng mà mấy bạn cũng đang có nè là S2000 đó, thì trong đó cái đầu dò Linear của họ có được VTI, VTQ rồi EasyTouch luôn. Rồi mới những cái đầu tư mới hơn nữa thì họ có cái VTIQ. Cái nào cũng dùng được hết. Nhưng mà bây giờ nếu cái máy như thế này mình có chỉ EasyTouch không á thì có dùng được hay không? Tôi muốn giúp cho anh em trả lời cái chuyện đó là mình sẽ tận dụng cái mình có như thế nào. Chứ còn nếu công nghệ thì cái nào cũng được, cũng tốt cả. Thì ta nhìn lại thì ta thấy EasyTouch á, đây là một cái dạng strand elastic, giống như là cái mà chúng ta giới thiệu ngay từ ban đầu. Nó trong cái bảng phân loại này thì nó nằm ở cái hàng đầu tiên, tức là những cái công nghệ nghệ mà từ khởi thủy của cái ngành đàn hồi và nó dùng tới bây giờ. Cho nên về nghiên cứu về trên cái kỹ thuật cái strand elastic này cũng đã rất là nhiều, cũng đã có rất nhiều. Để anh làm chưa? Để anh làm được. Đây, nó trở lại về cái bản chất của nó là cái như thế này. Và khi mà chúng ta làm được cái một cái bản đồ đàn hồi electrogram rồi á thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta đánh giá luôn cái không có nói một cách là định tính nữa, mà ta sẽ dựa vào cái bảng phân loại. Thì bảng phân loại nó sẽ nằm ở mỗi bảng nó có điểm khác nhau và giống nhau, ví dụ tuyến vú khác, tuyến giáp có khác một chút, hay là hạch, hay là tuyến mang tai nó cũng khác một chút. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái bảng đó ở từng chuyên mục riêng. Và trên một cái hình này chúng ta cũng đo luôn cái EGB, tức là đàn hồi trên BMOS. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta đo được cái diện tích đó, thì nó rất là tốt, nhưng mà đo diện tích thường nó khó hơn là ta đo tỷ lệ đường kính. Về cái ý nghĩa nó thì cũng tương đối giống nhau. Tức là ta đo một cái đường kính trên hình đàn hồi chia cho cái đường kính trên hình BMOS, nó ra một con số tỷ lệ thì ứng dụng nó vào chẩn đoán. Và cái EasyTouch ở trên máy này thì chúng ta có thể đo được cái strand ratio, cái này cũng rất là nhanh. Tức là ta đặt một roi vào tổn thương, một roi vào mô lành xung quanh và một roi vào tổn thương, ta so được cái tỷ lệ độ biến dạng, tức là tỷ lệ độ cứng. Thì ba con số để chúng ta mang cái tính là bán định lượng để chẩn đoán. Tuy là phải đè nén, nhưng mà nhìn các hình này nè, các anh chị thấy là ngoài cái chuyện mà ứng dụng trên tuyến vú, tuyến giáp, trên hạch là chúng ta phải ấn đầu dò là chuyện đó đúng rồi, nhưng mà trên gan họ cũng làm được. Anh chị biết tại sao? Kỹ thuật này là phải đè, nhưng mà trên gan họ vẫn làm được, trong khi gan là ngay xương sườn rồi. Nè, đặt đầu dò xương sườn thì chúng ta biết là cái gì đó nó gây ra tác động vào mô một lực là nó gây ra biến dạng. Thì ở gan mình đó thì mình có cái gì tác động, thường nhất là tim. Tim nó tác động liên tục đều đều vào đó. Một số công nghệ người ta dùng cái tác động của động mạch cảnh vào tuyến giáp để người ta đo làm bản đồ đàn hồi không cần đè. Tức là có sự tác động vào cái mô gây biến dạng, gây đè ép thì nó có thể làm được. Thậm chí các bạn kêu bệnh nhân hắt hơi một cái nó cũng đè vào gan rồi. Ví dụ như vậy. Thì tức là tuy là người ta nói là phải đè, nhưng mà không phải là lúc nào cũng có đầu dò đè vô được mới được. Trong gan vẫn làm được. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái tuyến vú. Chúng ta thấy là cái cơ sở để chúng ta dùng cái kỹ thuật là ở chỗ là cứng và mềm thôi. Thì ta thấy là cái sự so sánh độ cứng của các mô trong tuyến vú nó có sự khác nhau. Ví dụ như mô mỡ là mềm nhất nè, tới mô tuyến vú rồi mô sợi rồi mô ung thư, cái độ cứng nó tăng dần. Chính vì có khác biệt như thế cho nên người ta mới dùng được đàn hồi vào cái tuyến vú là như vậy. Thì trong vào khoảng khoảng 2006 thì tác giả Aitot này đã đưa ra một cái bảng phân loại. Bảng phân loại này thì là cũng có hơi sớm và tác giả nghiên cứu trên hơn 100 khối u nè. Tác giả lấy cái cutoff giữa score 3 và 4 thì có ý độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, và người ta cho thấy được là siêu âm đàn hồi có giá trị chẩn đoán chính xác hơn cái siêu âm thường quy trước đó. Và cái bảng phân loại của Aitot các anh chị xem. Phân loại như thế này chúng ta hiểu nè. Nếu như mà cái khối u nó cứng á, mà nó cứng đồng nhất hết mà chiếm toàn bộ khối u luôn thì tác giả cho là 4 điểm. Nếu như mà nó cứng đồng nhất toàn bộ khối u rồi mà nó còn lan ra xung quanh nữa, tức là cứng luôn xung quanh này, là 5 điểm. Và cái 4 điểm và 5 điểm này là ác tính, hướng về ác tính. Còn ngược lại những cái kiểu khác, ví dụ như cái này là cứng ở trung tâm, ở ngoại vi nó mềm. Còn cái này là dạng khảm, tức là chỗ cứng mềm xen lẫn với nhau. Thì cái này là còn cái này thì toàn bộ là mềm. Thì cái này là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Thì tác giả đã lấy cutoff là giữa 3 và 4, tức là giữa cái kiểu này và hai kiểu còn lại, giống như cái kết quả mà chúng ta vừa xem đó.
Lấy ví dụ như cái ca này. Ví dụ cái hình này chúng ta thấy là chỗ mềm, chỗ cứng. Cái trên cái hình này anh chạy vẫn lưu ý là cái cột chỉ thị độ cứng đây. Cái màu xanh dương trên hình này là cứng, còn màu đỏ này là mềm. Vậy thì trên hình này chúng ta thấy là chỗ này mềm, chỗ này cứng, chỗ này cứng, chỗ này mềm. Tức là dạng khảm như thế này là hai điểm đàn hồi nó tương ứng với một cái khối u lành tính, u sợi tuyến. Còn ví dụ như cái hình này chúng ta thấy là cái khối u nó như thế này và cái hình nó toàn bộ, gần như toàn bộ đều cứng hết. Nhưng mà nó viền đúng cái khối u như thế này, người ta cho nó là 4 điểm. Đó là một, cũng một cái ung thư vú. Đó, cái cách đánh giá điểm là như vậy. Và với cái cách làm của iTOT như vậy thì cái diện tích dưới đần cong này là 0.91. Rất là cao. Tiếp theo đó thì cái bảng của Tsukuba. Thì cái bảng này là cái bảng được dùng thịnh hành hơn cái bảng của iTOT. Cho nên là tôi vẫn khuyến cáo anh em mình sẽ dùng cái bảng này. Và hầu hết các nơi người ta dùng bảng này. Cái bảng này các anh chị nhìn thấy từ đây lên tới đây nè, có khác gì với cái bảng của iTOT không? Cái cách phân bố á. Thí dụ như cũng cứng toàn bộ khối u thì là 4 điểm. Lan ra ngoài là 5 điểm, cũng vậy thôi. Nhưng mà Tsukuba có thêm vào một cái loại hình gọi là blue green red, cái loại mà ba màu có cái mức thẳng giống như dịch dịch thế này. Tức là cái loại ba màu đó là một cái loại mà lúc mà ban đầu, lúc mới kỹ thuật mới về tôi bị rối chỗ đó. Một cái tổn thương mình chẳng đoán là nang rồi. Tự dưng mình làm đàn hồi cái mình sao mình thấy nó xanh rờn như vậy. Ủa sao nang mà sao lại cứng như vậy? Đó nó khó chỗ mình là chỗ đó. Cái màu xanh dương là cái màu cứng. Mà cái này cái nang đáng lẽ nó phải mềm, rất mềm, đáng lẽ là nó phải màu xanh lá cây hết chứ. Sao tại này lại màu có xanh dương trong này. Nhưng mà cái này là một cái loại hình đặc biệt của một cái nang đơn giản. Mà cho nên cái bảng phân loại của Đại học Tsukuba này người ta đưa ra hẳn một loại này là đại diện cho cái nang đơn giản. Tức là ra cái màu blue green red. Cái này được hiểu nếu mà các anh chị lúc nào rảnh mình ngồi mình hình dung lại thế này. Tôi hay lấy ví dụ là một cái miếng bánh hoặc là một trái banh. Cái một miếng bánh, ví dụ bánh bò, cái bánh mình ăn ngoài đó đó. Mình lấy cái muỗng mình đè trên mặt nó, mình đè trên bề mặt cái bánh. Thì nếu mà cái bánh nó mềm á thì có phải là cái chỗ mà sát cái tay mình đè nó bị lún nhiều. Còn cái dưới đáy nó bị lún ít hơn. Đúng không? Tại vì chính vì cùng một lực đó nhưng mà chỗ gần di chuyển khác, chỗ xa dịch chuyển khác cho nên nó ra cái màu nó cũng khác. Còn ngược lại, thí dụ một trái banh trên mặt nước. Một trái banh nó căng rất là mạnh. Các anh chị đặt trên mặt nước khi anh chị đè vào bề mặt của nó, có phải là toàn bộ phía trước và phía sau nó dịch chuyển giống nhau không? Như vậy thì cái khối mà có độ căng mạnh hoặc là cứng á, thì cái dịch chuyển nó giống nhau hết cho nên cái màu nó đều giống nhau là màu cứng giống như cái 4 điểm này nè. Đó. Còn những cái khối mà tổn thương mềm á, cái dịch chuyển phía trước và phía sau nó khác nhau cho nên đâm ra cái màu nó cũng khác nhau. Nó không có đồng nhất được. Nó nằm ở cái ví dụ giống vậy. Một cái loại hình thứ hai của cái nang đơn giản là cái hình mắt bò. Vậy thấy giống không? Cũng hơi giống nhưng mà nó ngược màu. Ví dụ như cái này cái lòng đen thì ở đây là lòng trắng. Ngược lại ngoài cái viền trắng thì ở đây là viền đen. Và khi mình thấy cái hình mà có trung tâm trắng, viền đen và có một chấm trắng ở dưới này nữa nè. Thì cái hình này đặc trưng của một cái nang đơn giản nữa. Tức là hai loại hình của cái nang đơn giản. Còn lại là những cái khối u đặc thì mình sẽ tính theo cái bảng phân loại đó. Nhưng mà với các tác giả, cái cách dùng, cách đánh giá cũng giống vậy thôi. Anh chị xem thêm ví dụ đây đây. Blue, green, red đây. Cái này là một cái nang. Và ở chỗ này tôi cũng nhấn mạnh thêm là về giá trị thực tế của nó rất lớn. Các anh chị nếu đã làm siêu âm vú giáp rồi hoặc là siêu âm mô mềm, mình rất nhiều trường hợp mình bị phân vân. Cái đó là cái nang hay cái u đặc. Thường thường ta dùng gì, người ta dựa vào những cái đơn sơ như là tăng âm sao hay là chuyển tưới máu. Nhưng mà không phải lúc nào cũng quyết định được đâu. Rất phân vân là tại sao? Tại vì nếu mà cái u đặc á, mà như thế ta phải sinh thiết. Nếu là nang thì không cần sinh thiết. Nhưng mà có những nang nó xuất huyết hoặc là bội nhiễm gì đó, nó làm cho tính chất nó khác, ta tưởng là u đặc. Nếu chỉ định chọc hút, hút cái nó xẹp cái là chúng ta rất là mắc mặt. Nên nghi ngờ ung thư rồi đủ thứ chuyện trên đời, đâm kim vô hút cái xẹp lép. Rất là khó. Tức là rất nhiều trường hợp chúng ta phải chỉ định chuyện đó. Nhưng mà bây giờ vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái độ căng của thành nang nè, dựa vào tăng âm sao, dựa vào tưới máu bên trong, chỉnh Doppler tối ưu để quyết định có tưới máu hay không. Rồi bây giờ chúng ta lại dựa thêm có cái hình này hay không. Và có những cái trường hợp cái nốt ở tuyến giáp nhỏ nhỏ rất khó, nhưng mà ta dựa vào hình này ta quyết định ngay.
ta đè đang làm BMOD Doppler quyết định không được, mở đàn hồi lên đè đè mấy cái quyết định luôn, chúng ta nó nhanh chóng hơn. Ở Ý thì người ta đưa ra cái bản gọi là Tsukuba sửa đổi, thì cái ông Ý này á, ông quăng cái loại hình đó đó lên số 1 luôn, chỉ có vậy thôi chứ không có gì khác. Vậy thì tóm lại rất là nhiều bản, nhưng mà chúng ta cũng dùng cái bản phân loại Tsukuba. Vậy thì khi làm được một cái bản đồ đàn hồi, ta ghi luôn kết quả là elasticity score Tsukuba là bao nhiêu, ghi vào đó. Thì khi mà ra được cái đó thì chúng ta sẽ ứng dụng vào VRAT, chút nữa chúng ta xem cái ứng dụng. Rồi cái thông số thứ hai là cái strain ratio. Đây chúng ta dùng hai cái roi, một cái roi đó là chúng ta đặt vào cái mô mà để so sánh. Thí dụ như người ta thường nhất là dùng cái mô mở, cái mô mở với da đó để ta so sánh với cái tổn thương, ví dụ như ở một khối u vú với lại mô mở bên cạnh đó, hoặc là người ta so sánh giữa một cái u với lại cái mô lành xung quanh nó, thí dụ cái nhân giáp và cái mô giáp nền, ví dụ vậy. Thì người ta đặt một cái roi ở cái mô so sánh và một cái roi ở cái chỗ tổn thương u. Họ sẽ lấy cái độ biến dạng của cái mô so sánh này nè, chia cho độ biến dạng của cái u. Tại vì cái mô này thường là mềm thì nó biến dạng nhiều, cái này là cứng biến dạng ít, thì ta lấy cái số này chia số này ra sự khác biệt về độ biến dạng. Thí dụ như cái này nó biến dạng nhiều gấp 5 lần cái này thì mình sẽ ra được con số 5, thì mình sẽ hiểu là cái u này cứng gấp 5 lần cái mô này. Anh chị không? Hai cái đó nó bị ngược mà rất nhiều người bị nhầm lẫn ở chỗ đó. Vậy là tỷ lệ độ biến dạng, nhưng mà mình hiểu là hiểu tỷ lệ độ cứng. Rồi cũng nhiều nghiên cứu người ta thấy là cái tỷ lệ này nè, so sánh với cái tỷ lệ về kích thước với lại kỹ thuật lệ đường kính hay diện tích đó, thì giá trị của nó cũng gần như nhau. Và rất nhiều nghiên cứu liên quan tới cái chuyện mà giá trị của cái strain ratio trên siêu âm tuyến vú và tuyến giáp. Và chúng ta thấy là một nghiên cứu ta thấy cách đó với strain ratio khoảng chừng 4.8 đây. Rồi đưa ra cái bảng này. Cái bảng này gọi là chúng ta có rất là nhiều. Thứ nhất là các giải trên này là trong cái ý đầu tiên ta nói về cái elasticity score đó, tức là cái điểm đàn hồi. Thì ta đánh điểm nó bằng mấy thì ta đặt vào bảng này. Thí dụ như tôi đo được cái điểm đàn hồi nó là 4 điểm này thì ở giải này đúng không? Người ta đưa ra nhiều cột tại vì chẳng qua là khác nhau về cái màu sắc thôi. Khi mà người ta đang xem hình nào thì người ta dựa vào cái cột chỉ thị màu của hình đó. Rồi cái về tỷ lệ đường kính y trên bi nè, thì nếu như mà nhỏ hơn 1 thì hướng về lành tính, lớn hơn 1 thì hướng về ác tính, và bằng 1 thì nó nằm ở trung gian. Và mỗi nghiên cứu người ta đưa ra con số khác nhau. Ví dụ như có những nghiên cứu người ta đưa ra cái cutoff y trên bi đó khoảng chừng 1.5. Thì hiển nhiên trên 1.5 thì nguy cơ ung thư rất cao, nhưng mà những con số 1.4, 1.40 mấy nó cũng có nguy cơ ung thư. Cho nên để làm cẩn thận thì các tác giả lại thống nhất nhau là con số 1. Cứ hễ có trên con số 1 thì chúng ta hướng nó nghi ngờ về ung thư. Và con số 1 trở xuống thì chúng ta hướng về lành tính. Đó là người ta lấy một cách làm cẩn thận. Chứ theo từng nghiên cứu thì mỗi nghiên cứu nó có ra con số khác nhau hết. Rồi về cái tỷ lệ độ biến dạng, thì ta gọi là biến dạng nó cứng hơn bao nhiêu lần thì hướng về ung thư. Thì trong này các tác giả thống kê lại được có khoảng, nếu mà trên 4.5 thì nguy cơ ung thư rất cao, dưới 2.8 thì nguy cơ ung thư rất thấp. Nhưng mà có khoảng từ 2.8 này tới 4.5 thì sao? Nó nằm ở vùng trung gian. Vùng trung gian có nghĩa là chúng ta sẽ không làm thay đổi cái BRAT. Chút nữa chúng ta sẽ đưa vào cái ứng dụng. Còn lại là những phần dưới là vận tốc của sóng biến dạng ngang. Thì nếu chúng ta có VTQ hoặc là VTIQ trên linear thì ta đo vận tốc sóng biến dạng ngang trong đó. Và ta ứng dụng con số ở đây. Một số ca ví dụ đây, chúng ta một ca nữ 76 tuổi khám lần đầu ở chỗ Medic, tôi phát hiện một cái u tuyến vú là 9 x 4.6 mm. Các anh chị nhìn cái u này như thế này thì anh chị đánh ra BRAT mấy? Cho là 4 năm rồi ha. 4C hay 5 rồi. Thì cái u này rất điển hình, mình chúng ta làm siêu âm thì chúng ta nhìn là người ta thấy rất là nghi ngờ. Và chúng ta thấy là khi làm kỹ thuật VTI, các anh chị nhìn thấy cái u trên BMOD và cái u trên hình VTI, các anh chị thấy thế nào? Khác biệt rất lớn. Đường kính của khối u này rất lớn so với trên BMOD. Và trên cái siêu âm ECTOS cũng vậy, chúng ta thấy khối u nó cứng đồng nhất nè, tức là màu xanh dương đồng nhất, và nó to hơn so với cái u bên đây, tức là chúng ta cho điểm đàn hồi elasticity score là bao nhiêu? Là 5 điểm. Nếu nó cứng đồng nhất mà bằng đúng cái u này á, đúng theo kích thước này á, thì là 4 điểm.
nó cứng mà nó lan ra ngoài nữa thì là 5 điểm đó. Và tỷ lệ đường kính, tỷ lệ đường kính hay là tỷ lệ diện tích đo được là 1.73 đó, tức là cái đường kính nó rất là cao hơn so với cái BMOT. Và kết quả ca này là sau đó là cũng có mổ luôn, là ung thư vú. Một trường hợp khác, ví dụ như ta xem hình này, ta thấy hình này có nghi ngờ ung thư không? Rất nghi ngờ, hình con cua đây, thấy không? Cancer đúng không? Là con cua đúng không? Tức là cái hình này rất nghi ngờ. Nhưng mà chúng ta thấy siêu âm đàn hồi của nó nè, easy test, cái hình nó là cứng với mềm xen lẫn với nhau. Dạng khảm đây là điểm đàn hồi có 2 điểm thôi. Trên hình VTI cũng vậy, trắng đen xám, nó không phải đen to giống như ca vừa rồi, mà nó cũng là dạng 2 điểm thôi. Và những cái kết quả khác cũng tương tự, chúng ta thấy kết quả nó là một cái thay đổi sợi bọc giả u. Đó, cái là sự khác biệt. Bây giờ chúng ta không có nhìn bằng BMOT và Doppler nữa, mà chúng ta lại thêm một thông số về độ cứng. Vậy thì ứng dụng thế nào? Một ca khác, ta thấy dạng này là dạng hỗn hợp đúng không? Có dịch và mô đặc một ít đây. Và như vậy thì có như hình ảnh thế này, ta có thể nói là BRAC 4A rồi, tức là có chỉ định sinh thiết. Ta làm siêu âm cái đàn hồi thì chúng ta thấy là sao? Cái tỷ lệ diện tích là 1.1. Nhưng mà cái hình đàn hồi thì chúng ta thấy nó là điểm đàn hồi nó bao nhiêu? Cái vùng giữa này nó đen và cái viền viền này nó trắng hơn một chút thì có thể là 3 điểm đàn hồi. Như vậy thì nếu 3 điểm thì nó là không làm thay đổi BRAC, chúng ta vẫn phải sinh thiết. Kết quả này là cũng là một cái thay đổi sợi bọc. Trên cái hình này thì ta thấy xanh với đỏ xen lẫn với nhau. Cái hình này là một cái hình có 2 hoặc 3 điểm đàn hồi thôi. Một trường hợp khác cũng vậy, chúng ta thấy là một cái khối như thế này. Và với hình đàn hồi các anh chị thấy nó lan rộng rất là nhiều. Trên hình BMOT cũng vậy. Đây là một cái hình của ung thư tuyến vú. Vậy thì nếu như mà chỉ với cái easy test thôi á, thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta tính cái điểm đàn hồi, elasticity score Sukuba. Và ta tính thứ hai là tỷ lệ diện tích hay là tỷ lệ đường kính. Và con số thứ ba là chúng ta đo tỷ lệ độ biến dạng. Ta có 3 con số, thì con số nào mà có nguy cơ cao hướng về ung thư thì chúng ta sử dụng con số đó để cho tránh bỏ sót cái tổn thương. Ngoài ra thì nếu có VTI, VTIQ thì chúng ta dùng những cái bảng dưới này. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thì chúng ta xem lại cái giá trị của đàn hồi. Chúng ta không tách riêng biệt một cái độ cứng để chúng ta quyết định nó là u gì, mà chúng ta dùng trên sự phối hợp. Vậy thì chúng ta sẽ phối hợp như thế nào? Cái đó là cái rất khó. Hiện tại thì chúng ta đã dùng BRAC rất là lan rộng rồi. Thì BRAC 203, BRAC 213 thì các anh chị thấy sự khác biệt đây, là cái phần màu đỏ, chữ màu đỏ là của 213 đó, cái thêm vào. Thì anh chị thấy là từ 213 người ta đã quan tâm tới cái đoạn hồi mô, ta đưa nó vào cái bảng phân loại BRAC rồi. Nhưng mà đưa vào như thế nào khi chúng ta có sẵn những cái thông số, thông tin kia rất nhiều. Giả sử như giờ tôi chẩn đoán BRAC 3 rồi, thì thêm đàn hồi nữa tôi sẽ làm thế nào? Thêm đàn hồi nữa thì chúng ta thế này. Nếu như BRAC 3 thì cái nguy cơ ác tính nó thấp, nhưng mà vẫn có. Tức là người ta thấy là siêu âm đàn hồi chủ yếu nằm trong quan tâm vào cái nhóm 3 và 4A. Tại sao? Tại 4A này nguy cơ ác tính của nó, 4A nguy cơ ác tính nó rất thấp. Nếu sinh thiết 100 ca thì chúng ta cũng lấy được tối đa là 10 ca là có ung thư. Vậy thì ta phải dùng đàn hồi để sàng lọc những cái 100 ca đó, xem ca nào đáng để ung thư, ca nào không đáng sinh thiết. Ta giảm bớt số lượng sinh thiết xuống. Còn trong cái BRAC 3 này, có một số ít trong đó là ung thư. Vậy thì ca nào trong đó là ung thư? Ta sẽ dùng đàn hồi để gạn lọc lại. Trong số là cái BRAC 3 đó, ca nào là khối u nó quá cứng thì chúng ta chuyển nó thành 4A. Và ngược lại, 4A mà thấy quá mềm chuyển về 3. Và cái đó là cái cách làm đầu tiên ở Hàn Quốc hướng dẫn một cách như vậy. Thí dụ ra điển hình là mềm thì chúng ta từ 4A chuyển xuống 3. Nếu điển hình là cứng thì từ 3 chuyển lên 4A. Nhưng mà nếu nó ở trung gian thì sao? Ở trung gian thì nó không làm thay đổi BRAC được. Chúng ta vẫn giữ nguyên kết quả cũ. Và cái cách làm đó không phải chỉ ở Hàn Quốc. Một cái nghiên cứu lớn của các rất là nhiều quốc gia, mười mấy quốc gia, người ta thấy là nếu như mà áp dụng BRAC, áp dụng đàn hồi vào cái BRAC 3 và 4A giống như mà tôi vừa nói đó, thì nó làm tăng cái độ đặc hiệu từ 61 lên 78%. Nhưng mà không giảm độ nhạy, tức là nó không làm giảm cái số lượng ca ung thư bị bỏ sót, nhưng mà nó tăng độ chính xác. Vì vậy mà cái số lượng ca sinh thiết được giảm xuống. Đó là cái giá trị chính yếu nhất của cái siêu âm đàn hồi.
là ở chỗ là giảm sinh thiết nhưng mà không có bỏ sót tổn thương, là như vậy. Vậy tóm lại khi mà dùng siêu âm đàn hồi vào tuyến vú thì chúng ta thấy là nó tránh bỏ sót ung thư vú, nhất là những cái nhóm mà chúng ta đánh giá là lành tính đó, thì chúng ta làm đàn hồi để coi nó có quá cứng không. Còn ngược lại những cái ca mà ta đánh giá là 4A, ta làm đàn hồi để ta quyết định coi coi nếu nó mềm quá ta chuyển xuống 3, không cần sinh thiết. Và thêm cái nữa, nếu mà có một cái bản đồ đàn hồi, các anh chị sẽ nhận định rõ cái chỗ nào là cứng và mềm ở trong khối u đó, để khi mình làm sinh thiết đó, mình sinh thiết vào cái điểm cứng thì nó độ chính xác nó cao hơn. Cái đó là một cái chỉ điểm sinh thiết. Và hiển nhiên thì nó sẽ có cái chuyện là tổn thương nó không có cứng. Ví dụ như là ung thư mà không cứng như là dạng nhú, dạng nhầy đó, nó làm âm tính giả. Hoặc là những cái tổn thương lành tính đó, thì nó lâu ngày nó vôi hóa, sơ hóa thì nó thành dương tính giả. Và chính vì vậy mà cái chuyện mà phối hợp với BRAT là chuyện không thể không làm. Chúng ta không dùng tách biệt một phần của đàn hồi không được. Một số cái nghiên cứu đầu tiên của về ICTOT trên tuyến vú, chúng ta thấy là 6 cái nghiên cứu lớn của nhiều nơi đây. Chúng ta thấy là độ nhạy và độ đặc hiệu nó cũng rất là cao để chẩn đoán dựa vào cái điểm đàn hồi và cái chỉ số EGB đó. Ở trên bảng này người ta dùng cái số 1 này. Độ nhạy và độ đặc hiệu cũng rất cao. Một cái nghiên cứu khác là so sánh cái strand và C-Way. Thì hiển nhiên nếu chúng ta có nhiều công nghệ, ta vừa strand vừa C-Way, tức là vừa định bán định lượng và vừa định lượng, thì người ta phối hợp vô thì cái việc làm người ta tự tin hơn, chính xác hơn. Nhưng mà nếu chỉ riêng có một mình strand thôi á, thì cái giá trị nó so với C-Way cũng không có thua kém bao nhiêu nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật. Và với cái kỹ thuật mà ICTOT này nó cũng đòi hỏi là một chút xíu là chúng ta phải có huấn luyện, đèn sao để ra tạo cái hình nó đạt, chứ không phải là chúng ta để vô là nó đạt liền. Nhưng mà cũng không phải là quá khó. Ví dụ như cái này, một cái nghiên cứu này người ta thấy nếu dùng BMOD thôi á, thì cái OROC nó là có 0.85 đó. Nếu như mà kết hợp thêm cái đàn hồi vô thì nó lên tới 0.96 đó. Và người ta so sánh được cái C-Way và strain này, cái giá trị trong từng trong nhóm này thì nó cũng là similar với nhau thôi. Ví dụ một cái tình huống này, chúng ta thấy là một cái khối u cho là T-RAT là BRAT là 4 ha. Chúng ta thấy là trên hình đàn hồi nó rất mềm. Và cái này điểm đàn hồi nó có khoảng chừng 2 điểm thôi, hoặc là 1 điểm nếu như tùy đánh giá nè, màu xanh dương là màu xanh lá cây là chính nè. Và trên đo độ cứng thì nó có 21 kPa. Thì cái này là theo một cái loại đàn hồi khác nó dùng ra kPa. Còn trường hợp này chúng ta thấy là rất điển hình, một cái ung thư BRAT 5. Hình đàn hồi cũng vậy, hình C-Way cũng vậy, rất điển hình của ung thư vú. Đây là của nghiên cứu đó. Và chúng ta sẽ lượt qua rất nhanh như vậy và chúng ta tới phần tuyến giáp. Thì ở tuyến giáp thì cái cách dùng nó cũng tương tự vậy thôi. Thì chúng ta thấy là tới thời điểm này cái chuyện mà cái hình này hình thuộc về đi về lịch sử rồi. Chúng ta không có dùng cái kỹ thuật này để khám tuyến giáp nữa. Tại vì rất nhiều cái nhân giáp, ví dụ như cái này là 7mm là còn khá lớn đó. Dạo gần đây tôi phát hiện rất là nhiều cái ung thư giáp khoảng chừng 4mm, 5mm, rất nhiều. Và chúng ta thấy là không tài nào sờ được. Và siêu âm là chúng ta có nhiệm vụ là thấy, nhiệm vụ là phát hiện có cái nhân đó. Rồi bây giờ chúng tôi lại bắt đầu là dùng T-RAT, giống như là B-RAT trên tuyến vú. Chúng tôi tất cả các kết quả bắt buộc phải T-RAT. Và có T-RAT rồi thì đã có một cái để chúng ta hướng là sinh thiết hay không rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có đàn hồi nữa, thì là cái T-RAT hay BRAT nó có đàn hồi, giá trị nó sẽ cao hơn cái T-RAT và BRAT mà không có đàn hồi. Anh chị lưu ý cái chỗ đó. Chúng ta không có cố gắng đi chẩn đoán ra cái nguyên nhân này. Này nhìn mà để chẩn đoán ra được tế bào thì cũng phải cao thủ lắm mới được, nhưng mà cũng không chắc đâu. Chúng ta cũng biết là trong siêu âm tuyến giáp á, các mỗi đặc điểm này nè, lành tính cũng có, ác tính cũng có. Nó chỉ có nguy cơ nhiều hay ít thôi. Tôi nói ví dụ một cái mà anh em rất hay quan tâm là cái giảm âm á, tức là phản âm kém đó. Thì anh chị thấy là ác tính cũng có mà lành tính cũng có. Hoặc là vi vôi đâu, đóng vôi li ti nè. Thì ác tính có nhiều nhưng mà lành tính cũng có. Cho nên nó sự trùng lắp những cái đặc tính nó rất nhiều. Chính vì vậy mà ta không dựa vào đặc tính này hoặc đặc tính khác, mà ta dựa vào tổ hợp các đặc tính. Mỗi đặc tính nó giá trị của nó không bao nhiêu cả. Và vì vậy mà nó mới ra đời cái gọi là T-RAT, để bắt chước theo B-RAT. B-RAT là một cái hệ thống phân loại coi như đầu tiên. Và tiếp đó T-RAT đây. Cái cuộc quát này thì tôi vẫn để đây, tại vì rất là dễ dùng.
mà anh em có thể nhìn một lần rồi có thể ngồi lên máy là có thể ứng dụng ngay. Chỉ là đếm đếm cái những yếu tố nguy cơ thôi, nếu đủ hết 5 yếu tố thì là T-Rex 5, còn 4 yếu tố là 3 yếu tố là T-Rex 4C chẳng hạn vậy. Thì nếu như mà một yếu tố là 4A thì cái độ ác tính nó thay đổi theo cái bản này, theo nghiên cứu đó gần 3.000 trường hợp. Ví dụ như cái này phản âm dày đồng nhất hết thì nó là được xếp lại 4A theo của quát rồi. Nhưng mà nếu dạng hỗn hợp có mô đặc mà mô đặc phản âm dày thì họ cho là 3. Còn nếu như mà điển hình một cái ung thư phản âm kém, trục trước sau, vi vôi hóa, bờ không đều gì đó, đủ hết thì này là T-Rex 5 nha. Nhưng mà cái bản này thì chưa có đàn hồi. Tiếp theo là cái bản Asia T-Rex thì chúng ta thấy là họ cũng dựa vào các cái thành phần này, 5 thành phần. Họ khác ở chỗ là thế này. Cái T-Rex của Quad á thì họ chỉ nói là phản âm kém hoặc rất kém thôi, là một yếu tố. Nhưng mà trong này người ta thấy là phản âm kém nó nguy cơ ác tính thấp hơn là so với rất kém. Vậy thì kém là sao? Kém tức là phản âm của nó thấp hơn so với mô tuyến giáp thôi. Còn gọi là rất kém khi nào mà nó phản âm nó thấp hơn cả cái cơ nữa, trong đó có cơ ức đoàn chủng, chúng ta dễ so sánh. Thì như vậy thì đối với họ rất kém là 3 điểm, còn nếu kém là chỉ có 2 điểm thôi, trong khi quá không quan tâm cái đó. Thì cái bản này có vẻ chi tiết hơn, và chúng ta có thể sắp tới sẽ thịnh hành, bản này sẽ thịnh hành. Một cái bản vào năm 2016 của Pháp á, thì người ta đưa vào cái đặc tính mà độ cứng trên đàn hồi là một cái điểm để người ta phân loại T-Rex 4B với 5. Tức là lúc đó người ta mới quan tâm tới cái đàn hồi này. Và như vậy thì đối với tuyến giáp á, thì chúng ta cũng chẩn đoán cái nhân giáp đàn hồi là dựa vào cái điểm đàn hồi, tỷ lệ diện tích hay là tỷ lệ đường kính y trên bi và cái strand ratio luôn. Nhưng mà có những con số thế này chúng ta cần phải nhớ để lúc ứng dụng. Ví dụ nhưng mà nó khác cái tên. Ví dụ như đối với tuyến vú là ta dùng Sukuba. Thì tôi đối với tuyến giáp thì tôi đưa ra cái bản này. Thì cái bản này tại sao tôi đưa vào? Tại vì cái bản này là cái bản mà tác giả Rago là cái người đầu tiên đưa ra cái bản đàn hồi cho tuyến giáp. Và cái bản này chúng ta dùng nó cũng giống y như cái bản Tsukuba, chúng ta không cần phải học nhiều. Nó cũng giống vậy thôi. Cứng toàn bộ hết thì đúng là score 4. Và với cái nghiên cứu của họ thì cut off chỗ 3 4 á, tức là giữa 3 và 4 để phân biệt lành ác á, thì độ nhạy, độ đặc hiệu rất cao. Ở cách làm của họ. Còn cái strand ratio trên tuyến giáp cũng giống vậy. Thay vì chúng ta đặt một roi vào mô mỡ, một roi vào u vú, thì tuyến giáp ta đặt một roi vào mô mô lành, một roi vào cái nhân giáp, chúng ta để đo được cái tỷ lệ đó. Dù một ung thư người ta đo lên tới 8 lần, một cái u lành tính có thể 1, 2, 3 gì đó, nhưng mà dưới 3.5. Thì với cách làm như vậy, người ta đưa ra cách óp 3.5 này, cái độ nhạy, độ đặc hiệu nó cũng khá cao. Này là một số cái ví dụ về strand ratio. Một vài ca ở Medit chúng tôi làm, anh chị thấy cái ca này rất điển hình không? Nếu T-Rex anh chị đánh T-Rex mấy? 5, rất điển hình rồi. Điển hình như vậy nè, mà không phải đi khám vì tuyến giáp đâu. Ca này đi khám là vì viêm tuyến nước bọt do sỏi. Bệnh viện răng hàm mặt mà chuyển tới tôi khám là để khám cái tuyến mang tai. Chẩn đoán xong rồi sỏi ống sphenon rồi. Quét chơi thôi, thấy cái nhân này. Chị thấy một cái nhân như thế mà chỉ là tình cờ thôi đó. Mọi thứ rất điển hình, từ BMOD, Doppler, EZ-TOTE, VTI, tỷ lệ đường kính là 1.4, tỷ lệ diện tích 1.4. VTIQ đây là một cái bản đồ đàn hồi định lượng, thấy cái nhân này rất là cứng và đo được cái vận tốc nó lên tới 4 chấm mấy, trong khi đó cách ốp nó khoảng chừng 3.6 thôi. Và tất cả các mod đều nó phù hợp với một cái ung thư tuyến giáp rất là rõ. Rồi một cái nhân giáp như thế này thì đối với anh chị là T-Rex mấy? Mình xét theo quát thì cho nó dễ, tức là mô đặc phản âm kém đúng không, thì nó đã là 4B rồi. 4B là coi như là nguy cơ ác tính nó khoảng chừng 30 mấy% rồi, tức là cần phải sinh thiết. Nhưng mà với hình đàn hồi chúng ta thấy nè, 2 điểm thôi, màu xanh màu đỏ, màu mềm màu cứng xen lẫn với nhau có 2 điểm đàn hồi.
Và VTIQ cũng vậy, nó có 2 chấm mấy mét giây thôi, so với những khách off là 3.6. Tức là tất cả các mod này phù hợp với lại một cái U lành tính. Nếu như thông thường một cái U mà chúng ta cho là T-RAT ví dụ như thế này, mà T-RAT là tưới máu không nhiều lắm, T-RAT chúng ta cho là 4A đó, mà đàn hồi như thế này ta sẽ sửa lại là T-RAT 3. Tức là những trường hợp đó không cần sinh thiết. Vậy thì giá trị của nó cũng là vậy, chúng ta sẽ dùng vào cái phân loại T-RAT 3 và 4A. Những cái nào quá điển hình, B-RAT cũng vậy, B-RAT 5, B-RAT 4C quá điển hình, hiển nhiên phải sinh thiết. Các anh chị dùng đàn hồi với một cách là cái yếu tố thêm vào để sau đó nếu mà ra lành tính ta theo dõi. Chứ còn không có nhất thiết phải vừa thay đổi B-RAT, T-RAT gì cả, tại vì chắc chắn phải sinh thiết. Ta chẳng đoán T-RAT 5, độ ác tính nó lên tới 90% cho lên, này, dù gì cũng phải sinh thiết. Nha. Còn nếu mà T-RAT 3 và 4A thì chúng ta sẽ dùng đàn hồi để phối hợp. Và cái ca này cũng là một chuyện phối hợp, nó làm tăng cái độ đặc hiệu lên từ 20 lên 47% đối với tuyến giáp. Những cái lợi ích và hạn chế thì cũng tương tự như ở tuyến vú thôi. Chúng ta cần rất là quan tâm cái chuyện là cái này là một cái chuyện rất là rắc rối của tuyến giáp. Tức là có dạng gọi là ung thư tuyến giáp mềm, ung thư dạng nhầy, dạng nhú gì đó mà nhưng mà nó mềm. Thì chính vậy mà BRAP chúng ta phải dùng để phối hợp để gạn lọc những cái bỏ sót, tránh bỏ sót những cái trường hợp này. Mà một số cơ quan khác chúng ta cũng nói nhanh qua để chúng ta biết là siêu âm đàn hồi không có dừng lại ở cái gan với vú giáp đâu, dùng nhiều nữa. Không biết chỗ anh có dùng chưa triển khai thêm phải không? Nó còn sâu rộng lắm. Một list này tôi kể ra cho còn chưa hết nữa. Tức là những cái mà người ta đã nghiên cứu, người ta đang trên đường nghiên cứu hoặc là đã nghiên cứu và dần dần sẽ dùng thôi. Nhưng mà ta thấy là chỗ nào cũng có thể làm được. Những cái chỗ nào mà mình làm siêu âm được đó là mình khảo sát được độ cứng. Vấn đề là mình dùng cái kết quả đó như thế nào, dùng như thế nào thôi. Thí dụ ở tuyến nước bọt, anh chị có thường khám tuyến giáp có quét lên tuyến nước bọt không? Khi nãy ca kia là tôi đi chiều xuôi đó, khám tuyến nước bọt mà tôi phát hiện ung thư giáp. Ngược lại rất là nhiều trường hợp đi khám vì tuyến giáp nhưng mà ta phát hiện u tuyến nước bọt. Cái u tuyến nước bọt nó có đặc điểm thế này. Ví dụ như mà cái u đặc đó nha, của tuyến mang tai thì 70% là lành tính rồi, có 30% ác tính. Nhưng mà cái u đặc của tuyến dưới hàm á thì 5 năm. Nhưng mà u đặc của tuyến dưới lưỡi thì 70% là ác tính, chỉ có 30% lành tính thôi. Cho nên các anh chị đặt đầu dò ở đây mà quét xuống mà thấy cục u á, hiển nhiên đi sinh thiết đi. Tại u của tuyến dưới lưỡi nha là hiển nhiên đi sinh thiết, tại vì nó tới 70% ác tính là. Và đối với cái tuyến nước bọt nó có một cái đặc điểm rất là lạ, là cái chuyện mà tưới máu trong u đó, tưới máu nhiều hay ít nó không liên quan tới cái chuyện ác hay lành. Có những cái u lành ví dụ bú hoạt tin hay là pleomorphic đó, máu rất là nhiều phù phù luôn, nhưng mà ung thư nhiều khi mạch máu rất ít, cái đó lại không để dùng để chẩn đoán lành ác. Một yếu tố duy nhất để nói chuyện lành ác của u tuyến nước bọt là thấy được nó xâm lấn, tức là thấy nó phá hủy cấu trúc xung quanh hoặc là di căn hạch là mình mới nghĩ là nó ác tính thôi, chứ còn ngoài ra không có yếu tố khác. Nhưng mà đàn hồi á, thì lúc này lúc nếu dùng đàn hồi thì nó lại góp vào một điểm ở chỗ đó, một điểm chuyện cứng với mềm, hiển nhiên nó cũng chưa rõ ràng bằng tuyến vú tuyến giáp. Nhưng mà anh chị xem tác giả này người ta chia ra 4 điểm thôi, tức là 1, 2, 3, 4 thôi, thì giữa 3 và 4 là hướng về ác tính, còn 1, 2 là hướng về lành tính. Có nghĩa là nếu như mà cái phần mềm á nó chiếm đa số thì là một điểm, cái này là mềm với cứng nó gần bằng, nó xen lẫn với nhau tương đối á, thì nó là 2 điểm. Nếu như mà cái phần cứng nó hơn 50% thì nó 3 điểm, phần cứng gần toàn bộ thì nó 4 điểm. Cách phân loại cũng đơn giản vậy. Tương tự đối với hạch cũng vậy. Hạch á thì người ta sẽ bắt đầu dùng đàn hồi. Những cái hạch thì chúng ta thấy đánh giá nhiều cái yếu tố như thế này thì, nhưng mà khi mình làm quen quá rồi thì mình quét ào một cái là mình biết cái hạch nó có bệnh hay không rồi. Cái chuyện đó là chuyện hàng ngày. Nhưng mà khi biết nó có bệnh á, bắt đầu mình lại phải phân biệt bệnh này là do viêm hạch, viêm cấp, hoại tử, áp xe hóa, hay là hạch phản ứng viêm, hay là hạch lao. Tức là cũng có những hạch lành tính, và cái nhóm kia là nhóm lại nhóm lymphom, ung thư hạch hay là ung thư di căn hạch, nó là nhóm ác tính. Và cái đàn hồi người ta lại dùng vô cái hạch cũng rất nhiều,
tức là từ định tính tới định lượng luôn. Những yếu tố này chúng ta đọc thêm. Ví dụ một cái bản đồ đàn hồi dễ hạch, chúng ta làm rất nhanh thôi, để vào cái hạch nhấn nhấn mấy cái thì ra thôi. Và người ta cũng dựa vào cái phần cứng chiếm ưu thế hay là cái phần mềm chiếm ưu thế. Với cái hạch bình thường á, thì cái rốn hạch nó rất mềm và cái chủ mô á, thì nó dạng khảm á, giống như hai điểm đàn hồi đó. Nhưng mà nếu cái độ, cái phần mà chủ mô nó cứng mà nó hơn 50% cái hạch thì cái hạch đó đã có nguy cơ ác tính rồi. Đó, cái đó là cái cách dùng của nó. Và cái tỷ lệ strain ratio cũng được dùng đối với cái hạch. Ở đây là một vài cái hạch bình thường mình làm EC test đây, các anh chị thấy nè. Đây là cái rốn hạch. Tương ứng với cái rốn hạch ở chỗ này nó mềm. Và ở đây là cái vỏ hạch. Và cái vỏ hạch thông thường á, thì nó màu xanh dương nhưng mà nó không đồng nhất hết. Vậy đó là một cái hạch viêm bình thường đó. Và về cái strain ratio của hạch đó, thì đa số người ta chọn con số 1.5. À, tuyến cận giáp. Ở mình thì có đang có cái đầu dò của VTI của tuyến cận giáp. Cái tuyến cận giáp mà nó cho ra một cái hình rất là lợi hại. Gọi là nó, tác giả này đặt tên nó là gọi là xảo ảnh lốm đốm. Cái tuyến giáp khi mà đọc cái nghiên cứu này mình mới rất là bất ngờ. Cái u của tuyến giáp á, nó mềm hơn cái nhân giáp. U của tuyến cận giáp nó mềm hơn nhân giáp. Và nó còn lại còn mềm hơn so với cái mô giáp bình thường nữa. Cái đó là một cái điều rất là đặc biệt mà trước đó mình không có biết. Mình dựa vào BMOD và Doppler thôi, chẩn đoán thôi. Để lấy ví dụ cái hình thế này. Một ca cái u nó nằm ngay phía sau của tuyến giáp, sát luôn đội vô như thế này. Bác sĩ mới đi hội chẩn với tôi, nhờ tôi phân biệt coi cái này là cái gì. Một đó là u của tuyến giáp. Nếu u của tuyến giáp mà phản âm như thế này thì có phải là ung thư không? Nguy cơ cao là ung thư rồi. Phản âm rất kém đây. Mô đặc có mạch máu, phản âm rất kém, nguy cơ ung thư. Nếu là một cái hạch cạnh khí quản mà hạch mà phản âm kém đồng nhất như thế này thì là gì? Phản âm rất kém là cái dấu hiệu rất là đặc trưng của hạch mà người ta gọi là look like acid. Kém mà gần giống như cái nang thì nó là đặc trưng của lymphom. Nếu như là hạch mà như thế này nó đã là lymphom rồi. Nhưng mà khả năng thứ ba nó lại khác. Hai thằng kia đều là cứng nhưng mà lymphom, nhưng mà u cận giáp nó sẽ rất mềm. Là một cái bản đồ đàn hồi VTI thấy sạn chấm, xảo ảnh lắm chấm, rất mềm. Một cái EC test cho thấy nó bản đồ đàn hồi rất mềm. Cái này chúng ta có thể khẳng định được là một cái u cận giáp. Một cái điều rất là hay. À, nếu mà chúng ta có đầu dò mà siêu âm qua ngã trực tràng nữa thì chúng ta dùng cái strain electro để chúng ta đè vào cái tiền liệt tuyến. Anh chị sẽ thấy một cái tiền liệt tuyến bình thường á, nó có cái nhân trong và ngoại vi, cái độ cứng nó khác biệt nhau. Và khi mà phì đại tiếng tiền liệt á, cái phần nhân này nó sẽ to dần ra. Cái phần ngoại vi nó còn lại rất là ít. Cho nên nó ra cái hình thế này nè. Cái này là chỉ là một cái ca phì đại tiếng tiền liệt lành tính thôi đó. Nó cứng rất là đồng nhất. À, người ta cũng thấy là dùng chết á, để chọn cái điểm mà làm sinh thiết tiền liệt tuyến á, cái độ chính xác nó cũng có chừng tầm, để phát hiện cũng chừng tầm 60-60% thôi. Cho nên chưa thật sự là cao. Và hiện tại bây giờ nói về cái chuyện mà chẩn đoán cái bướu tiền liệt, ung thư tiền liệt tuyến á, mà bằng hình ảnh á, thì nó có hai cái nổi bật bây giờ. Cái thứ nhất á, là dùng fusion, tức là chụp hình cộng hưởng từ, xong rồi làm siêu âm đổ cái data cộng hưởng từ vào máy, rồi lúc đó làm real time, tức là làm real time, tức là người ta dùng cái data của cộng hưởng từ hoặc CT đó, đối với tiền tuyến là cộng hưởng từ, người ta đổ vào máy siêu âm, rồi khi mình quét đầu dò đó, cái hình cộng hưởng từ nó chạy theo đùng cùng lúc với hình siêu âm. Khi mà ta hòa hình lại nhau thì ta chỉ điểm được cái vị trí cần phải sinh thiết. Thì cái đó là cái kỹ thuật rất là cao bây giờ, nhưng mà hiển nhiên là tốn kém. Và cái đàn hồi này, theo cái báo cáo mà trong cái workflow á, nếu như mà anh làm chuẩn á, thì cái độ chính xác nó được xem với lại kỹ thuật kiểu đó. Cho nên hiện tại xu hướng bây giờ, người ta bớt cái chuyện mà cộng hưởng từ với tiền liệt tuyến nữa rồi. Ta bớt chuyện đó rồi, ta bắt đầu đi theo đàn hồi tiền liệt tuyến. Ở bình dân chắc sẽ tới, cái này nhanh thôi. Như mình dân những lĩnh vực khác nói để các anh chị hình dung thêm, giống như khi nãy tôi nói về một cái nang á, một cái mà mình nghĩ là nang hay u để mình quyết định sinh thiết hay không á,
cái hình này, ví dụ như chụp một cái hình như thế này, các anh chị dám nói nó là dịch không? Nhưng mà anh em làm kinh nghiệm mình sẽ biết, mình lấy đầu dò mình đè đè để mình xem dịch chuyển của nó, mình biết nó là dịch. Cái này là một cái ổ áp xe ở vùng cẳng chân. Nhưng mà với hình đàn hồi tôi chẳng cần đè nhiều, tôi đè một cái thì chụp lấy cái hình, thấy cái chỗ này là cái chỗ đặc trưng của cái mỏ đỏ là mềm nè. Chỗ này là dịch xen lẫn vào cái ổ tổn thương này. Như vậy thì có những cái tổn thương đó, nó cùng một cái mức độ phản âm. Thí dụ như cái này chúng ta thấy phản âm nó kém đồng nhất thế này nè. Nhưng mà chỗ nào là dịch loãng mềm nhất thì chúng ta dùng cái này chúng ta sẽ biết chỗ nào là cái dịch nó là dịch loãng. Giả sử như tôi muốn hút mũ của ổ áp xe này, tôi sẽ hút vào chỗ nào? Nếu anh chị đâm vào chỗ này lỡ hút không ra sao? Nhưng mà ta đâm vào cái chỗ này hút nó sẽ ra. Cái đó là cái khác biệt của cái hình ảnh nó như vậy. Cái này là cái gân của người trẻ nè. Gân người trẻ thì cái màu xanh dương nó nhiều, tức là gân nó cứng. Người càng lớn tuổi thì cái gân nó sẽ mềm đi, cái màu nó sẽ chuyển dần sang màu xanh lá cây. Nếu mà cái gân người lớn tuổi mà bị bệnh gân, viêm gân nữa thì nó càng mềm hơn nữa, nó ra màu đỏ. Và người ta thấy là cái độ cứng của cái gân đó, nó nói lên cái bệnh lý của gân rất là nhiều. Và cái này không phải là cái hay nhất. Cái hay nhất mà tôi muốn nói là định lượng độ cứng của cái gân để theo dõi diễn tiến của bệnh gân. Người ta làm cái nghiên cứu, người ta thấy cái diễn tiến lâm sàng đó, sau khi điều trị 4 tuần, 6 tuần, 6 tháng gì đó, cái diễn tiến của nó, cái điểm lâm sàng nó tăng trưởng nó tốt hơn được bao nhiêu thì độ cứng của gân nó tăng theo bấy nhiêu. Và như vậy thì người ta dùng cái độ cứng của gân để người ta theo dõi diễn tiến bệnh gân đó, cái độ chính xác của nó hơn 80%. Trong khi đó người ta so sánh với dùng power doppler, thì thường ngày mình dùng power doppler thì giá trị nó khoảng chừng 60 mấy%. Nhưng mà nếu so với BMOD thì BMOD có được có 30 mấy% thôi. Tại sao vậy anh chị? Để ý, nếu như mình chẳng đoán viêm gân á, anh em mình có làm mà thấy viêm gân, điều trị bệnh nhân hết đau rồi, bớt tưới máu rồi, nhưng mà phản âm kém nó vẫn còn một thời gian lâu nó mới hết được. Cho nên BMOD nó đi theo rất là chậm. Và đặc biệt cái là đàn hồi nó lại đi theo một cách tương đồng. Và tôi nghĩ là chắc không bao lâu nữa cái ngành đàn hồi khớp nó sẽ bắt đầu tới nữa. Nó sẽ đi tiếp chuyện đó. Còn cái này là dùng siêu âm đàn hồi để trong quá trình theo dõi chuyển dạ. Người ta ở bên châu Âu á, người ta đưa cái này vào cái quy trình luôn. Ở Thụy Sĩ hay Thụy Điển tôi không nhớ rành, nhưng mà người ta sẽ đo cái độ cứng của cổ tử cung ở một phụ nữ mà đang theo dõi chuyển dạ. Người ta thấy được nó sự liên quan thế này. Nếu như mà độ cứng cổ tử cung nó mềm thì ca đó cái khả năng mở của cổ tử cung để chuyển dạ đó, để sanh đó, tốt hơn nhiều so với những ca cổ tử cung cứng. Vì vậy nếu như mà bệnh nhân vô người ta đo độ cứng cổ tử cung, người ta thấy cứng quá thì làm gì? Đi mổ luôn. Tại vì nếu theo dõi một thời gian nữa rồi nó lại không mở, chúng ta mới mổ thì nó nguy cơ nó cao lên. Đó, ta dùng tới mức độ đó. Còn này là gì? Có bà giáo sư người Nga bà đưa ra một cái dấu hiệu gọi là blue eye sign để bà chẩn đoán cái thai ngoài tử cung. Những cái thai ngoài mà nó nhỏ tới độ khoảng 6 mm, nó ra dấu hiệu gọi là con mắt xanh. Thay vì nếu như một túi dịch đơn thuần hoặc khả năng buồng trứng ấy, nó là blue green red đúng không? Còn này là màu xanh cứng đồng nhất. Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao mà cái ổ dịch mà thai ngoài là ổ dịch chứ gì nữa. Dịch hỗn hợp đúng không? Có máu, có đủ thứ chuyện đó. Đáng lẽ nó phải là dạng ra mềm chứ. Nhưng tại sao nó cứng? Sau này tôi mới hiểu. Nếu mà thai ngoài mà nó nằm trong một cái vị trí nhỏ, thí dụ như trong tai vòi đi, thì cái sức căng nó rất lớn, giống như là cái trái banh đó. Ở trong nó là không khí thôi. Nhưng mà nó khi mà bị đè nó dịch chuyển cả khối. Cho nên nó mới ra được cái blue eye sign này. Cho nên này là một số cái. Bữa rồi tôi làm nghiên cứu về siêu âm phổi, nhân đó tôi làm siêu âm đàn hồi cái tổn thương đặt ở phổi thì cũng dùng được. Tức là rồi sau này người ta sẽ làm siêu âm đàn hồi để đánh giá độ cứng của mảng xơ vữa, để coi nguy cơ nó bung ra không. Khác cái chuyện là mình sẽ dùng cái gọi là mảng xơ vữa ổn định hay không ổn định trong siêu mạch máu. Người ta sẽ làm tới đó nữa. Còn nhiều nữa, kể chuyện nào cho hết. Nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc ở đây để chúng ta bắt đầu làm trên cái thực hành. Thì chúng ta thấy là tóm lại siêu âm đàn hồi mô á, giúp định lượng xơ gan và u vú tuyến giáp là một cái chuyện mà đã rõ ràng. Và chúng ta phải tận dụng để giảm cái số ca sinh thiết xuống. Cái đó là cái giá trị của nó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ triển khai thêm. Ta hiểu được bản chất rồi, ta sẽ triển khai thêm cái chỗ nào mà chúng ta muốn thì chúng ta cứ việc mà dùng.
tại vì nó vô hại. Phần trình bày thì hết, chúng ta cảm ơn các anh chị. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần demo trên bệnh nhân.